Xin chào các bạn và hôm nay chúng ta đã quay trở lại lần nữa với bạn K-pop đấy. Rồi hôm nay thì mình đang đến với mẫu đó là Bumblebee. Nếu các bạn chưa biết thì đây là nhân vật trong bộ phim được reboot lại của vũ trụ là Transformer. Bộ phim được đánh giá khá cao về cái mặt nội dung cũng như là cốt truyện. Và nhân vật Bumblebee thì cũng đã được nói về cái nguồn gốc là tại sao đến trái đất và tại sao mất giọng nói. Và đây là mẫu đồ chơi có mã là LS07. Và đây là một cái con mà có mức giá hợp lý này. Nó tầm khoảng 800k thôi. Và mình sẽ để link mô tả mọi người tham khảo thêm. Và hôm nay thì nhiệm vụ bạn Kay ở đây cũng như video trước là sẽ review con này, lắp ráp nó từ cái xe trở thành con robot và ngược lại. Thực sự thì con này với so với con trước thì tất cả các chi tiết của nó rất là hoàn hảo. Mặc dù nó không có một phần nào kim loại nhiều, đa phần là nhựa, nhưng mà con này thì cũng kim loại mà, bị ngáo à? Như là những cái phần ở đây. Đây, đúng rồi. Nó có kim loại nhưng tất nhiên là nếu mà so với con kia thì một số chi tiết thì nó không có kim loại như con kia. Nhưng mà nó có một số cái hơn. Đầu tiên ấy là so với con Optimus Prime là con này ngón tay cử chỉ đầy đủ. Đầy đủ đúng không? Đấy, nó sẽ có tổng cộng là đây các bạn nhìn thấy. Đó. Nhìn đi. Ngón tay của nó có thể làm được như thế này. Còn con Prime thì lần trước nó không làm được. Rồi nó cũng có kim loại ở bên trong giúp cho cái thân của nó chắc chắn hơn. Đặc biệt điểm của mấy con này đó là khi mà tạo dáng đứng ấy là nó không có bị kiểu chênh vênh, bởi vì nhờ cái độ chắc và trọng lượng của những cái khớp. Các khớp của nó. Con này thì chiều cao của nó là tầm khoảng 17cm nha các bạn. Nó cũng được trang bị rất nhiều đồ chơi đi kèm ở trong hộp, như là sẽ có mặt nạ này, súng ống này. Và đấy chính là cái hay của con này, nó sẽ có hai gương mặt lúc đang ở chiến đấu và cũng như là cái thế hệ là đang ở mức bình thường. Cái con này thì để nhận xét một chút thì một số cái phần nhựa thì mình thấy chưa ưng, ví dụ như phần cánh cửa này. Đây, xuất hiện là nó không khít lắm. Nhiều nhựa thừa lắm. Rồi cũng như là các cái vết nhựa thừa ở chỗ các thứ là trông không ngon. Đấy là cái mặt nạ thực sự là đẹp. Nhưng mặt nạ con này thì trông đẹp, xịn, được làm rất là tỉ mỉ, bởi vì cái đôi mắt của nó là con ong ấy. Thì chỗ này nó có những cái đường ô kẻ trắng ấy, làm rất giống thật. Phần vũ khí của nó cũng được làm rất là trau chuốt với những cái ký tự cổ được ghi in ở trên đây, đến từ hành tinh của họ. Đó, xịn. Nói chung là con này lúc mà tạo dáng xong thì không có gì phải chê. Mọi thứ trông rất là ngầu và mình đánh giá cao của con này. Chỉ về cái phần hoàn thiện thì nó các thứ có một số cái điểm trừ là như mình đã nói rồi. Nếu bạn nào là fan của Bumblebee thì không thể bỏ qua. Đây cái phần ngực trước của nó chúng ta bỏ qua thì sẽ các bạn nhấc lên thì sẽ thấy có cả vũ khí này, đây là hệ thống bắn tên lửa này. Cái phần bụng thì có thể nhìn eo của nó thì tầm cỡ là eo Ngọc Trinh thôi. Nhưng con này nó không có chim giống như cái con Transformer Optimus Prime kia. Đúng không? Không có chim. Mà không có. Ừ. Chim của nó thì nó ở đâu ấy? Hay con này giới tính? Hình như con này gì? Có lỗi đấy. Don't let your kids watch it. Quạt. Ok, bây giờ là bạn Kay sẽ biến nó trở thành một chiếc xe. Rồi, biến hình đi. Thực sự thì tất cả những cái khớp nó hoàn thiện rất là tốt. A few moments later. 2 hours later. 6 hours later. Much later. Mẹ, rốt cuộc là đéo lắp được không thằng lồ này? Lắp được mà. Mày lừa tao không? Vâng, thưa các bạn, như vậy là Bumblebee chúng ta đã chuẩn bị biến thành chiếc xe Beetle. Vâng. Volkswagen Beetle. Vâng, một con xe trông thật sự con này rất đẹp. Nếu mà mình sau này mình giàu vãi đấy, nhà mình hai vợ chồng đã có mẹ kiểu Range Rover rồi, răng hô rồi răng trố kiểu ấy, mình sẽ mua lấy con này hàng ngày hai vợ chồng chỉ kiểu mình ngồi trên xe vợ mình thì đấy thế thôi. Và thực sự trông rất đẹp, nhưng mà cũng nhận ra là khi mà lắp xong ấy thì các bạn thấy là các khớp nối của nó sẽ không phải khít hoàn toàn đâu, thì nó phải làm như vậy thì để lắp ráp của nó thì nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà khít quá thì đôi khi cũng không tốt cho lắm. Xét về độ trau chuốt thì tất nhiên với con này mức giá rẻ hơn thì sẽ không như cái con Optimus Prime lần trước, vẫn hợp lý với số tiền mà các bạn bỏ ra. Tại sao nó không được? Tại sao không lắp được? Bị cái gì? Đoạn đầu này nó khó. Kiểu nhiều chi tiết quá đúng không? Đúng rồi. Đấy, xong rồi đẩy vào giữa này thôi. Ép đấy xuống. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Thôi quay phần trước ra cho người ta xem thôi. Vâng, đấy thì cuối cùng là chiếc xe chúng ta đã hoàn thiện xong.
Nhưng mà đi thì nó vẫn cái kiểu lệch lệch nhỉ, bánh nó kiểu đi không đều ấy. Tại vì cái phần ngực nó to quá ấy. Ờ, phần ngực chi tiết nó này to. Phải... Nhà các bạn nhìn thấy đây, chiếc xe của chúng ta đây. Đấy, rất là xịn. Cũng đi đi lại lại và bên trong thì nó không có người lái, nó chỉ có thành phần của body thôi. Và các bạn hãy nhìn bên dưới đây này, rất là hay, cực kỳ giống phim. À, cái phần cản trước của nó thì bằng nhựa và nhựa mềm. Thấy nó nhựa mềm, mình không thích cái kiểu này lắm. Nó sẽ làm cho cảm giác kiểu về sau nó bị cong cong và vẫn đúng thừa rồi. Cái vết này, cái vết cắt ra của nó, đấy đang nhựa thừa. Và cái lắp lại của con này thì bọn này rất là nhiều chi tiết các bạn. Khi lắp lại thì đôi khi nó cảm giác là nó hơi chung chênh một tí. Nhưng mà nhìn chung với giá tiền thì con này là một cái món chơi rất là thú vị cho mọi người là thích lắp Transformer, nhiều khớp, cử động cách linh hoạt, hoàn thiện tốt. Nếu mà chấm hoàn thiện thì mình đánh giá tầm khoảng 6.9 thôi. Và mọi người nghĩ sao, các bạn có thích cái con Bumblebee này không? Bọn mình sẽ làm thêm một số video khác nữa. Tại vì sắp tới là có cái con Decepticon mà cái phản lực ấy dã man hơn rất là nhiều, khó lắp lắm. Em xin thua. Và hẹn gặp lại bạn các video lần sau. Mày về luyện đi nhanh lên, hôm sau quay video con đấy nhìn dã man cực các bạn. Mấy bạn phản lực mà.